là chúng ta thấy rơi nước mắt của những cảnh người chết đốt, và kể cả không kịp để đốt nữa à, nhưng mà vì cuồng niềm tin, cả đoàn người, cả hàng chục ngàn người, cả hàng trăm ngàn người, cả hàng triệu người chen chúc nhau, có khi không có khẩu trang à, rồi á là chen nhau để đi cầu xin à, cầu xin thần linh. Nhưng mà trong khi trên đường đi cầu xin á, là chính từ những cái việc này mà nó tạo ra một cái sự lây lan trong cộng đồng, và nó kéo ra đất nước của Ấn Độ à, rất là đau thương à, cũng chính từ cái niềm tin này. Và tất cả từ ngày xưa tới giờ là khi mà một con người cuồng tín và cuồng niềm tin thì tất cả linh hồn họ gần như kể cả thể xác là trao hết cho thần linh, để nghĩ rằng là mọi điều đến với họ đều do thần linh quyết định. Nhưng mà thật sự trong cuộc sống hàng ngày, nếu mà chúng ta lấy trên một cái nền tảng của luật nhân quả à, và chúng ta niềm tin, nhưng mà chúng ta phải có trí tuệ à, làm sao á, là chúng ta phải hiểu được à, cái việc đó à, chúng ta tu sửa ở đây à, đối với nhà Phật, theo tôi nói một chút hiểu biết về nhà Phật thì à, tu là sửa trên cái nền tảng của trí tuệ. Nhà một nhà khoa học cũng vậy, hay là một người Phật tử à, muốn tu sửa, hay là một vị cao tăng à, đều nhà Phật đều đó là người ta dùng cái câu y tệ thiện nghiệp à, nhà khoa học cũng vậy, và trên cái nền tảng đó người ta đi tìm sự thật à, chứ không thể rằng là làm cái gì cũng tự thân à, chứ không ai làm thay cho mình, không ai ban phát cho mình. Mình gieo cái hạt bầu thì mình sẽ nhận trái bầu, mình gieo hạt bí thì mình nhận trái bí à, nhưng mà thật sự có những à, hiện nay á, là cái niềm tin khi mà cuồng tín và cuồng niềm tin thì nó dẫn đến một cái chuyện rất là đau lòng à, tôi muốn nói đến cái này là nhìn đất nước của bạn thì chúng ta sẽ nhìn lại đất nước chúng ta, đang cố gắng làm sao à, chúng ta mỗi cái suy nghĩ chúng ta phải trên một cái nền tảng trí tuệ à, và không có ai làm thay cho mình được, bản thân ta nghiệp giữ cái nghiệp lành đều do chúng ta à, nên á, là cái niềm tin á, mà nếu mà chúng ta đặt sai lầm, mà chúng ta không đặt một cái trên một cái nền tảng trí tuệ thì chúng ta sẽ đi vào cái con đường đó là bế tắc giống như Ấn Độ hiện nay. Và chúng tôi cũng mong qua cái việc này á, thì bắt đầu là hiện nay là dịch bệnh chúng ta ở đất nước chúng ta cũng có. Tôi thì ngày hôm qua thì tôi cũng họp toàn công ty, cũng sinh hoạt à, anh em nhân viên trong công ty là làm sao là tất cả cố gắng chấp hành nghiêm túc mọi cái hướng dẫn à, của là à, ban phòng à, chống dịch của đất nước, của chính phủ à, đã hướng dẫn. Cố gắng từng con người chúng ta, từng gia đình chúng ta, nếu chúng ta chấp hành tốt và chúng ta à, tự lo được cho bản thân chúng ta và chúng ta hiểu biết đó là một bổn phận trách nhiệm của mình đối với cộng đồng ở đất nước, thì tôi nghĩ rằng là cái việc á, ngăn chặn được dịch bệnh là tốt đẹp và rất là quan trọng à, nếu mà đất nước tốt, từng cá nhân tốt à, thì trong đó có chúng ta à, thì cái trách nhiệm của chúng ta, thì đối với hơn 1.000 nhân viên của Đại Nam thì tôi cũng thường xuyên nhắc nhở việc này, và với một cái trách nhiệm với cộng đồng thì ngày hôm là đối với cái khu du lịch Đại Nam cũng là cái nơi mà thường xuyên đến đông người dễ lây lan dịch bệnh, là tôi đã quyết định khi dù chưa à, có chỉ đạo à, của chính quyền, nhưng mà tôi đã suy nghĩ là nên đóng cửa à, vì mình không có thể thêm một chút tiền mà lỡ xảy ra một cái sự cố à, mà để tạo lây lan dịch bệnh đó, thì mình rất là có lỗi à, với cộng đồng à, với đất nước. Và để tiếp cái bài trên thì đây là một cái bài học to lớn nhất, nếu không nói là vĩ đại nhất dành cho tất cả chúng ta. Nên tôi tin sâu vào nhân quả. Cái nhân chúng ta gieo, cái quả chúng ta gặp. Thành và quả là những phần thưởng hay những sự trừng phạt là do chúng ta chọn cho mình. Tôi hoàn toàn không bao giờ tin
một sự ma mị nào đó hoang đường và ảo tưởng sức mạnh. Tôi chỉ yêu Phật và học Phật và tự quy y chính mình. Tôi sống thiện để giúp đời, giúp người. Và uy dũng tôi thì có đôi dòng tâm sự với sự hiểu biết nhỏ nhoi của tôi để gửi đến quý bạn đọc suy gẫm. Thì bài này thì tôi có đưa lên ở trên trang Facebook của tôi. Và khi viết bài này á thì lúc đó là cũng đã chuẩn bị cho dịch bệnh đã bắt chuẩn bị xuất hiện. Và để chuẩn bị để ra một cái bài thứ hai nữa, là bài này là bài là rất là quan trọng. Hôm nay là tôi cũng sẽ đi vào phân tích hai cái bài này để cùng nhau. Và nếu mà có tất cả các bạn nào đang xem chương trình mà muốn hỏi đặt bất cứ câu hỏi gì thì những câu hỏi đó tôi sẽ dành cho kỳ sau để chúng ta cùng nhau để chia sẻ và chúng ta cùng nhau để nghiên cứu để làm sao chúng ta rút ra được một cái bài học để chúng ta góp phần chung tay để là chúng ta phòng ngừa được cái lây lan của dịch bệnh. Thì cái bài thứ hai là tôi cũng xin đọc cho tất cả các bạn nắm được. Bài này thì bài là quan trọng nhất, đó là bóng với hình. Hơn một năm nay, từ khi đại dịch Covid bùng nổ ra trên toàn cầu, tôi đã có những suy nghĩ của riêng tôi và được dựa theo một sự kết luận của các chuyên gia hàng đầu, chuyên nghiên cứu dịch tễ để trình một phương án cứu cánh cho nhân loại. Đó là của các nhà khoa học muốn tìm ra một cái phương cách để cứu nhân loại. Mọi nỗ lực cho đến giờ phút này không ai chứng minh được là vaccine đã có hiệu quả đối với một loại COVID. Các nhà khoa học đã tuyên bố COVID này là một loại rất lạ, rất đặc biệt, rất tinh vi. Hình như nó là một ý thức gì đó để đối phó với chúng ta. Nó biến thể không lường. Chúng ta đã mất kiểm soát đối với nó. Nếu không nói là chúng ta bất lực. Biến thể theo như sự hiểu biết nhỏ nhoi của tôi, nó là không thể, không thể. Ở đây là không thể kiểm soát nó, không thể khống chế nó. Vậy nó là ai? Thưa quý vị, nó có sự sống không? Nó có linh hồn không? Theo suy nghĩ của tôi, nó không có sự sống, nhưng nó có linh hồn. Vì sao tôi nói như vậy? Tôi xin đơn cử một vài ví dụ. Chúng ta là con người, còn nó là cái bóng. Tại vì cái bài này là tôi đang nói về cái bóng và cái hình. Thì chúng ta là con người, còn nó là cái bóng. Tôi tạm gọi nó là bóng ma, bóng hình để quý vị dễ hiểu. Mà đã là bóng ma, bóng hình thì có ai bắt được cái bóng bao giờ? Tôi suy luận ra từ các chuyên gia, các nhà khoa học nổi tiếng nhất. Các nhà khoa học đã khẳng định vaccine khi tiêm vào cơ thể người có bệnh thì virus biết né tránh. Đây là nghĩa bóng. Nó là ai mà biết né tránh lúc ẩn lúc hiện và biến thể để phòng thủ đối thủ và phòng thủ chống đối lại vaccine dựa theo những lời tuyên bố của các nhà khoa học? Tôi cảm thấy đây là một cuộc rượt đuổi vô vọng. Chúng ta hết hy vọng này đến hy vọng khác. Nhưng sự thật ngày càng tồi tệ hơn. Mọi diễn biến xảy ra quanh chúng ta, nó như bao vây cuộc sống. Nó đang trừng phạt chúng ta từng ngày, từng giờ, từng quốc gia. Nó đe dọa sự sống của nhân loại. Quý vị có thấy không? Những gì đã và đang xảy ra khiến cho chúng ta sợ hãi
và bất lực. Mọi nỗ lực của các nhà khoa học, những chuyên gia hàng đầu cũng đau đầu để đi tìm sự thật, để có thể chế biến ra một loại thuốc thần tiên để cứu cánh cho nhân loại. Tại sao mọi nỗ lực của các nhà khoa học, những chuyên gia hàng đầu thế giới vẫn chưa khẳng định được về một niềm tin trong cuộc chiến lần này? Phải chăng có một thế lực siêu nhiên vô hình đang chống đối lại chúng ta? Vì loại Covid này nó không có sự sống, nên làm sao có cái chết? Có phải các nhà khoa học đã chứng minh nó có thể biến thể vào từng quốc gia, vào từng đối tượng, như một cuộc truy sát não nề và tấn công chúng ta? Chúng ta là những con người đang chịu đựng những thế lực vô hình siêu nhiên này. Nó là một tội phạm, một tội đồ, một kẻ giết người vô cảm nhất mà chúng ta lại bất lực, không thể kết tội nó, không thể trừng phạt nó, mà ngược lại, chúng ta là những cái hình bị những cái bóng rượt đuổi. Những gì tôi suy luận dựa trên nền tảng của các chuyên gia hàng đầu tuyên bố. Vậy thì chúng ta đang sống trong thời kỳ gì đây? Tôi xin đơn cử một ví dụ. Hiện nay đất nước Ấn Độ đang bị truy cùng đuổi tận. Bao nhiêu cái chết thương tâm đã và đang xảy ra thật là đau lòng. Chết mà không có chỗ để chôn, để thiêu, để đốt cho tử tế. Toàn là những điều bất ngờ đang xảy ra mà tôi sống 62 tuổi đầu mới chứng kiến. Theo tôi được biết, được nhìn thấy, mọi quốc gia đều có một tín ngưỡng, một tôn giáo riêng biệt. Họ giao tất cả niềm tin và tin chắc rằng niềm tin ấy, tôn giáo ấy là cứu cánh khi họ gặp mọi gian nan biến cố trong cuộc đời, biệt của mọi con người, mọi quốc gia. Nhưng lần này là một minh chứng có thể đi vào lịch sử để thấy rằng và phải ngộ ra rằng niềm tin về nhân quả mới là niềm tin bất diệt. Đức Phật đã dạy cho chúng ta sống lấy nhân quả làm kim chỉ nam để sống còn cho kiếp này và nhiều kiếp sau nữa. Vì biệt nghiệp của mỗi con người, của mỗi quốc gia, không ai có thể gánh vác cho ai. Tôi đã tin sâu vào nhân quả, riêng tôi chọn cho mình một cuộc sống không có tôn giáo. Đây là cách sống của tôi, vì hơn 60 năm cuộc đời, đạo của tôi trước là kính Phật, sau là ông bà, tổ tiên, và tôi ghi nhớ cái tứ ân để sống và thực hành và luôn hướng thiện. Với tôi, khái niệm về đường tu nó rất đơn giản. Tôi chỉ lấy nhân quả làm nền tảng, lấy ngũ giới và bát chánh đạo làm kim chỉ nam để tu sửa và rèn luyện bản thân mình. Đó là ý kiến của tôi. Tôi sẽ phân tích tiếp về cái bóng và cái hình. Thường thì cái hình đi trước và cái bóng đi sau. Còn ngay thực tại bây giờ thì cái bóng đi trước, cái hình mình chạy theo sau. Một cuộc rượt đuổi vô thức nó đang làm chủ chúng ta, làm chủ cuộc sống, còn luôn được đe dọa và bất chấp, khiến chúng ta sống trong sợ hãi, lo âu và ai oán. Mọi đối tượng vô thức, vô cảm, chỉ có những đối tượng này mới nhẫn tâm hủy diệt loài người. Phải chăng đây là một bản án không có bị cáo? Tại sao vậy? Nghe thật buồn cười và mỉa mai, cộng thêm một chút ma mị và vô thường. Tại sao
nó biến thể không ngừng, tôi tin chắc một điều, chúng ta sẽ mất đi quyền kiểm soát, dù chúng ta là cái hình, nó là cái bóng. Nhưng đến hôm nay, chúng ta đã bị cái bóng dẫn đường và kiểm soát chúng ta. Đây là một điều thật khó hiểu. Tôi xin suy luận theo các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo cho nhân loại xa gần. Điều đó là chúng ta đã mất kiểm soát và chúng ta bị một cái bóng, hay còn gọi là COVID biến thể. Khi nó biến thể thì chúng ta hoàn toàn không kiểm soát được nó. Nó có thể làm vô hiệu hóa và có khả năng chống đối lại vaccine. Vậy nó là ai? Trong khi nó không có sự sống thì chắc chắn với nó không có cái chết. Vậy thì ai đã điều khiển nó? Một siêu nhân nào, vô hình hay hữu hình? Nó nhân danh, nó là ai mà nó đã giết người hàng loạt? Nó vô cảm đến mức có mặt để trừng phạt nhân loại. Có một điều tôi suy luận được theo suy nghĩ nhỏ nhoi của tôi là nó biết chọn đối tượng để trừng phạt. Đây là những điều chắc chắn. Cả thế giới đã và đang trải qua một biến cố rất đau lòng. Sự mất mát này hơn 100.000 lần những cuộc chiến tranh đầy khốc liệt. Dù chúng ta có thông minh đến mấy cũng không lường được kẻ thù, cũng không thể nào hiểu nó để phòng chống và đối phó. Phải chăng nó đã thay mặt cái quả mà chính cái nhân, mà chính do chính con người đã tạo ra trong cuộc sống này. Nó đã vô cảm với chúng ta như chúng ta đã từng vô cảm, vô ơn với những gì mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Trái đất này đã bị ung thư vào giai đoạn cuối. Chính chúng ta là những người đã vô ơn, vô cảm với những gì trời đất đã ban tặng cho chúng ta. Phải chăng chúng ta đã đang bị trừng phạt, bị cảnh cáo, bị đe dọa bởi một sức mạnh vô hình siêu nhiên đã và đang tạo ra cái quả vì chính cái nhân mà chúng ta đã gieo ra? Với sự hiểu biết nhỏ nhoi, tôi có vài cuộc chia sẻ với quý vị đã một lòng tin Phật, tin sâu vào nhân quả. Thì bài viết này của tôi viết vào đêm 2 giờ đêm ngày 1 tháng 5 năm 2021, và cũng là đêm 19, giữa đêm 19-20 của tháng 3 âm. Thì xin thưa với quý vị, qua cái bài viết mà vừa rồi tôi đọc thì tôi cũng muốn chia sẻ phân tích giữa cái bóng với cái hình. Thì thật sự là vừa qua, tuy các nhà khoa học hàng đầu mà nghiên cứu về dịch thể của thế giới cũng đã từng công bố là con virus nó biến thể, nó biết né tránh kể cả vaccine. Chúng ta thấy rất là lạ. Gần như là tôi nói ở đây là cái bóng, một cái hình với một cái bóng. Thường thường là chúng ta đi thì cái bóng đi theo, cái hình là chúng ta là con người thì cái bóng lúc nào đi theo. Nhưng mà bắt đầu mà đã là cái bóng á thì chúng ta không có bao giờ bắt được bóng. Nhưng mà phải nó quay lại một cái điều á, là chúng ta suy nghĩ lại coi, bây giờ là cái bóng á gần như nó dẫn đường chúng ta. Chúng ta đang thấy hiện nay á, bắt đầu trên thế giới là chúng ta thấy là những cái cơn bão, bão mà bão bùng, chúng ta tách ra bão nó ùa vô và nó bùng lên, nó bùng lên. Thì với một cái sức của con người là gần như là chúng ta bị động và chúng ta đang bị dẫn dắt, và đang bị là đang bị coi như là dẫn dắt, và chúng ta không chủ động để kiềm chế được COVID. Nên là nó xảy ra, nhìn thấy một cái cảnh của đất nước Ấn Độ,
thật sự. Và trước đây là châu Âu và kể cả Mỹ thấy là một cái cảnh rất là thương tâm, thì cũng là từ đâu chúng ta phân tích thì chúng ta chỉ nghĩ rằng khi mà nó đã gọi là biến thể, tức là gần như là chúng ta không khống chế được nó, nên nó biến thể và nó phát triển, và cứ lần sau á thì là nó tăng hơn lần trước và sức mạnh lan tỏa của nó mạnh hơn lần trước. Mà việc này là tôi cũng đã, nếu mà nhân viên của Đài Nam thì các bạn cũng có thể hỏi tất cả nhân viên của Đài Nam và những người quen biết, kể cả những anh em báo chí và những người quen biết. Thì trước đây tôi cũng đã từng, sau cái ngày 2 tháng 3 của năm 2020 thì tôi cũng đã chia sẻ với nhân viên của Đài Nam thông qua cái bài triết lý tâm linh Corona. Nó rất là con riêng con Covid này thì nó không có sợ vũ khí nguyên tử, không sợ bom hạt nhân, không sợ tên lửa và không sợ một sức mạnh nào hết. Tuy nó một bé tí teo con người chúng ta không có thể nhìn thấy được, nhưng mà nó có thể làm, nó có thể giết chết chúng ta, và nó rất là vô cảm, vô tâm, và vô tình. Nó cứ coi như là gần như là tra tấn, hành hạ và giết chúng ta không biết từ đâu nó đến. Phải nói đây là một cái điều mà chúng ta lúc nào cũng sống trong sợ hãi và hoang mang. Và chúng ta thấy là trước đây là qua cái việc của Ấn Độ thì chúng ta mới thấy rằng tuy như thế nhưng mà họ vẫn không sợ Covid, họ không sợ dịch bệnh, và họ đặt hết mạng sống của mình vào một cái niềm tin vào thần linh và kéo nhau ra sông Hằng. Rồi kể cả là tôi thấy là kể cả là những ngày gần đây là kéo nhau trên đường để đi cầu xin cho cô Covid qua đi. Xin thưa quý vị, và cuối cùng là một cái sự lan tỏa dịch bệnh lớn trong đất nước. Thì đây là một cái bài học rất lớn. Thay bằng là chúng ta cầu xin thì mỗi cá nhân của chúng ta có một cái trách nhiệm. Tôi thì tôi cũng dặn dò nhân viên của tôi thì có một cái cách để là phòng Covid cũng rất là đơn giản, nhưng có khi nó rất là hiệu nghiệm, là suốt một năm qua là chúng tôi cũng đã sử dụng. Thì cố gắng nhân viên của Đài Nam với tôi chia sẻ với những người quen biết, trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì cố gắng chúng ta xông hơi một lần. Cái này nó không có tốn nhiều tiền, chỉ có ở nhà lấy cái nồi cơm điện bỏ lá chanh hay lá bưởi hay lá xả, là chúng ta lấy cái mền chúng ta trùm lại, hoặc là chúng ta mua cái dù. Còn nếu nhà nào mà khá giả thì chúng ta có thể có cái phòng xông, là chúng ta xông hơi và chúng ta cố gắng là ngậm nước muối một ngày chừng 2 lần. Chúng ta cũng có những cái cách để chúng ta phòng ngừa, phòng ngừa thì chúng ta ngậm nước muối chừng cỡ khoảng 2 lần để đã súc miệng 2 lần, và chúng ta có thể xịt nước muối vào trong mũi và chúng ta khạc ra miệng để chúng ta ráng cố gắng chúng ta giữ gìn, và chúng ta tắm nước nóng hay là phơi nắng, và hàng ngày thì cố gắng là uống nhiều nước, chừng 2 ly nước chanh hoặc là nước cam để giúp cho chúng ta là có cái sức đề kháng ở trong cơ thể. Thì khi mà chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta đâu có bị xâm nhập bệnh, thì chúng ta không có đi lây lan cho cộng đồng. Và đặc biệt là khi nhân viên của Đài Nam chúng tôi thì chúng tôi cũng căn dặn khi mà nhà nước quy định về vấn đề giãn cách thì phải tuyệt đối tuân thủ, để chấp hành, để cùng với cả nước để làm sao để góp phần cho cộng đồng chúng ta, cho đất nước chúng ta an toàn để còn phát triển. Đó là cứ từng gia đình, từng con người mà chúng ta làm tốt thì tôi nghĩ rằng là đất nước Việt Nam chúng ta là sẽ làm được cái việc rất tốt, là gìn giữ và giữ gìn. Và qua cái quá trình như thế này thì tôi cũng nói rõ là chúng ta nói con virus nó vô tình, nó vô cảm, nó vô tâm, nó giết hại chúng ta. Nhưng mà thật sự loài người chúng ta nhìn lại trái đất của chúng ta thì được là thiên nhiên ban tặng cho rất là đẹp. Hồi còn bé tôi nói thật với các bạn ở đây là tôi đi ngang một cái dòng sông, tôi nhảy xuống tôi tắm xong là tôi quơ quơ đưa cái tay như thế này là múc nước uống được, và không khí rất là trong lành. Và bây giờ thì cả thế giới các bạn thấy không, các nhà khoa học thì dùng những cái từ rất là mỹ miều, rất là thanh cao. Có những cái họ đi tàn phá thì họ gọi là họ khám phá, họ gọi là họ khám phá.
và chúng ta làm cho trái đất này gần như là do loài người làm cho trái đất này nó bị ung thư đi. Thật sự là đây là ung thư tới cái giai đoạn cuối rồi. À, thì giống như là chúng ta chính là cái người đã gieo cái nhân để tạo cho cái trái đất này bị ung thư. Và bây giờ để đem lại được cái trái đất nó tốt đẹp thì dứt khoát em giống như một cái căn bệnh ung thư thì phải chữa. Phải chữa ung thư. Thì cái con chúng ta vậy, chúng ta cũng vô tình, cũng vô tâm, cũng vô thức cảm, chúng ta giết biết bao nhiêu loài khác, rồi chúng ta tàn phá thiên nhiên, rồi chúng ta tàn phá cái trái đất này và phá sự tốt đẹp của trái đất này. Chúng ta cũng vô tình, vô tâm, vô cảm, và có khi lại tàn sát đồng loài với nhau, tàn sát đồng loài với nhau. Thì con COVID này bây giờ nó đến, có phải rằng hình như có phải đây là một cái giá mà chúng ta phải trả cho cái luật gọi là luật trên cái nền tảng của luật nhân quả, vì chúng ta gieo, chúng ta gieo cái vô tình, chúng ta gieo cái vô tâm, chúng ta gieo cái vô cảm với trái đất này và kể cả đồng loài và kể cả các loài khác. Thì ở đây là có phải là cái mà hình như nó là cái kết quả mà chúng ta đón nhận. Nên bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi thì thường nhắc nhở nhân viên của công ty Đại Nam chúng tôi, và ngay cả nhắc nhở thường xuyên bản thân tôi, thì cố gắng làm những điều tốt đẹp, yêu mến thiên nhiên, và chúng ta thay đổi cái hành vi trong cuộc sống với là cái chính. Cái hành vi mình làm sao là làm để đóng góp được cho xã hội, cho cộng đồng, cho đất nước phát triển. Và chúng ta có trách nhiệm thì chính bản thân chúng ta làm cho chúng ta tốt, tức là chúng ta đã đóng góp được một con người tốt cho xã hội, cho đất nước. Tôi ví dụ như với các bạn nãy tôi có nói đó, là tôi có tử quy y, tôi thờ cha kính mẹ ông bà tổ tiên, không yêu đất nước, yêu đồng bào. Thì trong đó tôi có nói cái tứ ân, ví dụ như tôi xây cái đền thờ của Đại Nam ở trên đó, tôi ví dụ tôi xây cái đền thờ Đại Nam là tôi thể hiện cái ơn đối với chữ hiếu, đối với đồng bào, cái ơn đối với đất nước, với những người đã có công với quốc gia, với dân tộc, và nhớ ơn là một đấng, một vị rất là quan trọng, đó là cái người đã đi tìm ra cái con đường giải thoát mà để lại cái pháp chúng ta học để chúng ta sửa mình. Nên là người ta cứ ngộ nhận tưởng tôi ở trên đó là xây chùa là liên quan đến tôn giáo, không có. Đây là một cái sự biết ơn, thể hiện sự biết ơn. Ngay cái cổng của Đại Nam tôi có ghi cái chữ ấy, là Đại Việt tứ phương tôn chánh khí, Nam bang vạn đại niệm công thần. Cái người dân Việt Nam chúng ta để quay về một cái lịch sử, thì chúng ta là cái bản sắc của dân tộc Việt Nam chúng ta có ba chữ rất là quan trọng mà để giúp chúng ta có ngày hôm nay, đó là chữ trung, chữ hiếu, chữ tình. Ba chữ này mà gói lại một á, thì cái nồi tình văn lang đó là cái gốc gác của tổ tiên của đất nước chúng ta. Và chính nhờ cái này, chữ trung, chữ hiếu, chữ tình là nó ẩn chứa một cái sáng sinh trong mọi con người Việt Nam chúng ta là cái tứ bất tử rất là quan trọng. Đó là một là chúng ta khắc phục thiên tai, đây cũng là mình coi nó là thiên tai đi, thì tất cả đồng lòng với nhau khắc phục thiên tai, đó là câu chuyện của ông Sơn Tinh Thủy Tinh. Hai là chống lũ giặc ngoài xâm lăng, ba là tình nghĩa trăm năm, bốn là rạng vẻ trăng rằm từ bi, hay là thờ các như vừa qua thấy lầm xầm chuyện ở trong đất nước chúng ta, thấy từ Bắc chứ Nam đâu đâu cũng có những ngôi đền thờ, chùa thì thờ Phật, nhưng mà đền thờ thì thờ những cái vị có công với dân với nước, hay đền thờ mẫu, hay là ví dụ như ở miền Bắc thì có thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, Mẫu Thượng Ngàn, thì cai quản rừng núi hang động, nó có những cái tích mà gắn liền với lịch sử phát triển của dân tộc. Hay là ở Hà Nội, ở Bắc Ninh thì có Mẫu Thổi, là sự liên quan đến sông nước, biển. Rồi là có Mẫu Liễu Hạnh, là một trong tứ bất tử, là một bà mà ba ông thì nằm trong, cũng vừa nằm trong Tam Tòa Thánh Mẫu. Hay là có Phật Mẫu Mang Nương, những cái tích rất là quan trọng đối với sự phát triển của đất nước chúng ta gắn liền. Nên cái người dân Việt Nam chúng ta đi tất cả
Ở trong Nam cũng vậy, có những cái ngôi đền, có một ngôi đình gọi là đình làng hay đình xã, là chi nhớ ơn những cái người trước đây khai khẩn, nhớ những cái người đó đã có công với dân, nên người ta lập lên một cái nét tín ngưỡng mà rất là dân hóa, mà nó không mang cái tính, không liên quan đến tôn giáo, nhưng mà không có mang cái tính mê tín dị đoan trong đó, là niệm, tức là nhớ ơn. Mà đã nhớ ơn, biết ơn, ghi ơn thì mọi chúng ta trả ơn. Ví dụ như ngay cả bản thân tôi hay là các bạn ở đây nè, không, đối với đất nước đi, mình chỉ có lỗi với đất nước, chứ đất nước làm sao có lỗi gì với mình. Không khí ở đây nè, đất này nè, cha mẹ mình sanh mình ra nè, hay không là làm sao không, nó nước mất thì nhà tan. Đối với con người chúng ta, nãy tôi có nói cái tứ ân là thứ nhất là chữ hiếu, thứ hai là đối với đất nước, thứ ba là tam bảo, thứ tư là đồng bào và nhân loại. Nếu chúng ta làm tốt được cái ơn này, chúng ta trả được cái ơn này, một là cả một đời chúng ta không biết làm xong không. Tôi nói, tôi hay thường nói với nhân viên tôi là làm trời, làm thánh, làm vua cũng không bằng kiếp tu qua làm người. Làm người đó là chúng ta làm tròn những cái việc như thế. Hay là trong trong Phật dạy chúng ta là có nội cái ngũ giới thôi, chúng ta không sát sanh thì làm sao chúng ta dám đi giết người, chúng ta dám gây chiến tranh, chúng ta không nói dối, chúng ta không ăn cắp ăn cướp, không tà dâm, rồi là chúng ta không có rượu chè say sưa. Thì tôi bảo đảm rằng những cái ngôi làng đó không thì không ngủ, không cần đóng cửa, và cũng không có chiến tranh, và mọi người sẽ sống chân thật với nhau. Nếu mà cả thế giới này mà tôi nghĩ mà sống được như giữ được cái ngũ giới như thế thì cái thế giới này rất là hòa bình, và đất nước này cũng rất là thanh bình, và cái xóm nào, cái làng nào cũng rất là thanh bình. Tôi cái này tôi nói rất là thật sự, tôi thì hay thường tâm sự và chia sẻ với nhân viên Đại Nam. Cũng may thay, lành thay là nhân viên của tôi thì cũng rất là hiền lành, và tôi chia sẻ cái gì đúng thì anh em nghe. Tôi hay thường nói với nhân viên tôi thì có cơm thì ăn cơm, có cháo thì ăn cháo, còn cái gì mình biết được hay thì mình chia sẻ. Nhân viên của mình có cái gì hay thì cũng chia sẻ với mình. Trong cuộc sống thì người thì hiểu cái này, người hiểu cái kia, nếu chúng ta biết chia sẻ với nhau những cái điều tốt đẹp, và cố gắng làm những cái điều tốt đẹp từ trong bản thân chúng ta đến gia đình, đến chòm xóm, thì nó dần dần đến một đất nước rất là tốt đẹp. Mà đặc biệt là cái chuyện Covid hiện nay, cái chuyện mà hiện nay đang xảy ra Covid, thì tôi cũng thưa thật với quý vị, thì thật sự nếu mà chúng ta có thể một điều, chẳng qua cuối cùng nó là cái nền tảng của nhân quả, phải chăng đây là do cái nhân mà chính loài người chúng ta đã gieo. Và tôi có cách đây trước Tết âm lịch mà tôi thường hay nói trước, và tôi cũng muốn chia sẻ cái cảm nhận của tôi cho tôi. Đây không có nói là mê tín dị đoan nha, tôi không có nói là tôi là tiên tri hay gì hết á. Nếu những người biết tôi, bạn bè, kể cả nhân viên của tôi, hỏi hết trên nhân viên Đại Nam ai cũng biết là ngay cả trước Tết âm lịch khoảng 2 tháng, cả công ty vợ tôi ngồi họp để chỉ đạo về chuẩn bị lo Tết âm lịch, để chuẩn bị là tu bổ lại Đại Nam, lo Tết âm lịch, một cái cuộc chuẩn bị. Họp xong hết thì gần xong thì tôi vào hỏi là phương án lo Tết làm sao, thì nói lo Tết để phục vụ rồi thế này kia. Tôi nói mấy phương án thôi, thì có một phương án tôi nói là tôi nói ngay trong cuộc họp một câu một thôi, chuẩn bị một cái phương án rất quan trọng, đó là Tết không có phục vụ vì Covid. Thì đúng là Tết âm lịch nó diễn ra ở đây là do một cái, hồi xưa giờ tôi hay có, tôi bám vào cái cảm nhận của mình, và tôi cũng hay chia sẻ với anh em, và nhận thật sự là xảy ra. Và cũng nói thật với các bạn luôn là vào tháng 3 âm lịch này xảy ra dịch bệnh bùng phát, thì tôi cũng đã nói trước với kể cả nhân viên tôi, với những người quen biết cách đây, cách trước khi xảy ra là từ là sau Tết khoảng cỡ 10 ngày, là vào tháng 3 âm lịch dịch bệnh sẽ bùng phát lại mà kéo dài. Theo cảm nhận của tôi cái này là tôi muốn chia sẻ để chúng ta, chứ tôi không muốn là, không phải là tôi là nhà là tướng số hay là nhà tử vi hay là một cái người mà để chiêm chiêm tinh hay là tiên đoán,
Nhưng mà tôi hay có cái cảm nhận mà tôi cũng hay thổ lộ với những người xung quanh. Ví dụ ngay cả bây giờ tôi có thể cảm nhận cái việc Covid này nó kéo dài bao lâu và nó như thế nào. Và tôi cũng muốn chia sẻ với nhân viên tôi, với bạn bè, với mọi người là chúng ta cùng nhau để cảm nhận, để chúng ta biết, để chúng ta phòng, để chúng ta đừng có chủ quan, và chúng ta luôn luôn để chúng ta cảnh giác, để chúng ta giữ gìn cho chúng ta và giữ gìn cho cộng đồng. Ví dụ tôi cảm nhận từ đây nó có thể kéo dài đến tháng 12. Từ giờ nó kéo dài đến tháng 12 trên toàn thế giới, mà đặc biệt là vào tháng 7 thì các nước mà có gọi là nhiệt độ lạnh, các nước nhiệt độ lạnh, vùng lạnh thì sẽ bùng phát lớn, sẽ bùng phát lớn và đến tháng 12. Và tôi cảm nhận được một cái điều rất là xấu. Ở đây tôi nói không phải để bi quan, mà nói để cho chúng ta tìm cái một cái giải pháp để chúng ta tự bảo vệ mình, và chúng ta để đóng góp cho tốt cho cái công tác phòng chống dịch của chúng ta, của đất nước, là từ giờ đến tháng 12 một sự hy sinh về con người trên thế giới. Tôi nói rồi các bạn ấy, rất 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 là nhiều, và tôi không dám nói con số đây. Đây là tôi nói bằng cái cảm nhận của mình, và tôi là cái người thật sự không 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 có mê tín. Tôi cũng không có mê tín đâu, và tôi cũng không có tin ai nói, nhưng mà tất cả tôi rút kinh nghiệm bằng cái cảm nhận của mình có. Và tôi cũng đã từng chia sẻ rất là nhiều người, nếu ai quen biết tôi ấy, là cái tháng 3 âm lịch này tôi cũng đã nói trước. Tôi nói ở đây không phải đề cao mình gì đâu, mà nói đây với một cái sự hiểu biết nhỏ nhoi của mình, nếu nó trúng thì chúng ta có thể xem. Và các bạn có hỏi gì thì là tôi cái đợt chia sẻ tới tôi sẽ trả lời hết các cái câu hỏi. Và tôi muốn ở đây là để gì, chúng ta đề cao cảnh giác và chúng ta làm tốt cái công tác phòng ngừa của từng bản thân chúng ta, từng gia đình, từng chòm xóm, và chúng ta biết dự trữ. Ví dụ tôi nói các bạn đi, tôi như thế này chứ thật sự ra là lúc nào tôi cũng dự trữ lương thực, thực phẩm đủ cho 1.000 nhân viên tôi có thể sống được cỡ 5 7 tháng. Ví dụ như như Ấn Độ đi, mà bây giờ chúng ta đi ra chợ mà chúng ta mua cân thịt, không, hay là chúng ta mua một cái bịch gạo thì có phải là đơn giản không? Thay bằng ở nhà, bình thường vợ chồng tôi là 1 tháng ăn hết ở trong gia đình khoảng 50 kg gạo, thì bây giờ lúc nào tôi cũng làm 200 kg, và tôi cứ luân chuyển như thế, tôi luân chuyển như thế, lỡ xảy ra cái gì chưa chắc có tiền mua được, có tiền mua được. Và các bạn đã từng chứng kiến rồi, ngay cả cách đây là năm năm hôm Tết là ở trên Bình Dương chúng tôi là có cái chỗ Phú Lợi thôi, khi mà giãn cách một cái đó thì nội bất xuất ngoại bất nhập, mà đó là bắt đầu lúc đó là kêu một cái gói mì gói cũng là khó rồi. Nên tôi muốn chia sẻ đây là chúng ta làm cái gì cũng phòng xa tính, giống như ông bà già, ông tổ tiên chúng ta, ông gia chúng ta ngày xưa lúc nào ở nhà, tôi dân miền Trung khổ cực thường xảy ra thiên tai thì lúc nào ở nhà cũng có cái bồ lúa, nghèo cũng có cái bồ lúa, thật sự như thế. Thì để chi, để phòng lúc thiên tai mất mùa thì lấy lúa cũ ra ăn mà có hũ mắm, nếu được mùa thì lấy lúa mới bỏ vô, lấy lúa cũ ra bán, là để sử dụng cái tiền đó vào cho các cái việc đồng áng hay là kinh doanh. Đây là một cái điều mà chúng ta, nếu chúng ta làm được cái điều đó không thừa. Tôi nói thì nhiều lúc các bạn nói tôi có khi khùng, chứ tôi nói thiệt, có những lúc nào ở trong cái phòng tôi ở trên trên đó là cũng có 10 cái xe đạp mà bơm phải bơm tay, và hạt giống ấy, tất cả các cái loại hạt giống từ rau cải, không, bầu bí đến hạt bắp đến khoai mì là đủ để là chúng tôi trồng cho chừng cỡ khoảng vài chục hecta, để nếu mà nó một cái sự cố gì đó mà giãn cách đi thì chúng ta cũng có thể tự nuôi sống được bản thân ta. Nếu chúng ta không lo được bản thân chúng ta là chúng ta làm khổ đất nước, chúng ta làm khổ những cái người xung quanh. Thì mỗi người mà tự lo được cho chính mình
thì nó đỡ đi để xã hội lo cho mình thì là rất là tốt đó. Nên nó là ngay cả nhân viên của tôi thì tôi cũng dặn, trước đây ở nhà 5 kg gạo thì thôi bây giờ tình hình nó không tốt thì mình để là 20 kg. Nó có mất ở đâu đâu, không bắt đầu cứ lấy cái cũ ăn đã ăn rồi là bỏ cái mới vào đó, và để cái gì mà nó dự trữ được lâu, ví dụ như ở nhà ít mì gói hay là một ít là muối hay là khô hay là hũ mắm, chuyện bình thường là chúng ta đã làm người thì trong một cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng ráng cố gắng để duy trì sống được và gìn giữ được, vì mình là cái người trụ cột của gia đình. Nên tôi là tôi mình xác định rằng là ở mọi cái hoàn cảnh nào mình cũng ở được, chứ không phải có nhà lầu xe hơi thì mình chỉ ở nhà lầu, mình chỉ ở hai xe hơi mình đi, tại vì nó trong một cái bối cảnh đó. Nếu mà dịch bệnh xảy ra thì bây giờ là các bạn thấy như vừa qua, nơi này dịch thì có nơi khác để giúp đó. Như Ấn Độ đây, bây giờ mà dịch bệnh như thế mà nó nhiều nơi nó bùng phát thì nơi nào giúp nơi nào, thì cái tự thân, thì nếu mà mọi nơi mọi gia đình lo được đó, thì cộng đồng đất nước đỡ khổ với mình đó. Chính phủ cũng được đỡ lo cho mình hơn à, thì đó là mình làm tốt, đó là mình cũng làm một cái tinh thần, đó là cũng là yêu nước rồi à, nên đó là tôi muốn chia sẻ cái chuyện tôi chia sẻ cho nhân viên của Đài Nam tôi và các bạn ở đây à, và cùng nhau để chúng ta làm cho nó tốt trong cái công việc tới. Và tôi nói thật sự một điều một lần nữa, theo cảm nhận của tôi rồi các bạn à, các anh chị các cô chú à, cứ à, suy gẫm và chiêm nghiệm để xem thứ là cái cảm nhận của tôi. Xưa giờ thì tôi ít khi nào mà tôi thổ lộ mà công khai như thế này, đây là lần đầu tiên. Nhưng mà nếu mà mình biết mà mình cảm nhận mà mình thấy quá nhiều lần nó đúng như thế, mà nếu mình không có chia sẻ với cộng đồng hay là những người mình quen biết thì mình thấy có gì đó mình có lỗi à, tôi nói ở đây để tôi mong cầu chuyện đó nó đừng xảy ra. Nhưng mà thật sự á, là tôi cảm nhận nó có cái gì đó rất là ghê gớm từ giờ đến tháng 12, mà đặc biệt là tháng 7, đặc biệt là tháng 7 à, kinh khủng. Và tôi nói với các bạn một sự bi thương, đau thương rất là to lớn à, và số người hy sinh rất rất rất, cái chữ đằng sau á tôi không dám nói thêm nữa. Nhưng mà tôi muốn làm sao để chúng ta từ cái này mà chúng ta nói những cái phương pháp chuẩn bị rất là đơn sơ, chúng ta có thể giữ gìn từng cá nhân. Và tôi cầu mong làm sao đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng và trên thế giới nói chung, nó làm sao vượt qua được một cái đại dịch, một cái gọi là bão bùng dịch, bão đùa vô cuốn vô, bão thì nó đi như thế này, còn ở đây là bùng á, là bùng lên, nó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Và tôi cái cảm nhận của tôi và tôi xin chia sẻ ở đây là tôi nói thật một lần nữa, đừng nghĩ tôi là mê tín có cái gì ma mị trong này hay là muốn thể hiện gì, nhưng mà đây là một chia sẻ rất chân tình để chúng cùng nhau chúng ta giữ gìn và chúng ta cùng nhau vượt qua. Và khi đó thì thường thường đất nước Việt Nam chúng ta rất là cái hay, dân tộc chúng ta rất là hay, là khi mà xảy ra một cái sự cố gì bi thương hay có nơi nào, sẵn sàng, ngay cả tôi cũng vậy, sẵn sàng tài sản có đó à, nếu mà đất nước mà bùng phát dịch bệnh bán bớt tài sản để giúp cho đất nước tôi, sẵn sàng đưa đen đầu giá, coi như là sẵn sàng để chia sẻ làm sao để mong cầu cho mọi người của chúng ta để vượt qua hết và đang cố gắng để làm tròn bổn phận trách nhiệm của từng người với cộng đồng. Và hôm nay tôi muốn thành tâm và chia sẻ cái cảm nhận của mình và tất cả quý vị nãy giờ xem, nếu và tôi cũng mong cầu là tất cả trên thế giới và loài người của chúng ta cũng thay đổi. Và chúng ta thay đổi, trước đây cái hành vi chúng ta sống hàng ngày là chúng ta đi cầu xin, bây giờ chúng ta thay đổi cái hành vi là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cố gắng gieo cái nhân tốt để chúng ta gặt cái quả lành. Nếu mà tất cả chúng ta đều gieo nhân tốt, cả cái xóm đó gieo nhân tốt, cái đất nước quốc gia đó gieo nhân tốt, thì trong cái biệt nghiệp của từng con người thì có biệt nghiệp của quốc gia, nhưng mà trong quốc gia thì có cái cộng nghiệp
Mà nếu chúng ta làm tốt cái điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng là một cái tương lai tươi sáng của đất nước chúng ta sẽ vượt qua được, và chúng ta sẽ là trở thành một cái nước có khi là như vừa qua là chúng ta là coi như là xử lý đất nước mình, chính phủ là coi như cùng với toàn dân là xử lý chuyện Covid là coi như là đứng coi như là hàng số 1, nhưng mà luôn luôn phải đề cao cảnh giác vì chúng ta ở gần các cái nước mà đang xảy ra dịch bệnh. Và từ đây đến tôi cũng xin thưa nhắc là một lần nữa tôi xin nói cái cảm nhận của mình là đặc biệt là từ đây đến tháng 12, nhưng mà đặc biệt là cái tháng 7 thì ráng cố gắng, và mong khi mà lỡ như có cái gì xảy ra thì chúng ta cùng nhau chia sẻ. Tôi có gạo thì tôi mà còn là 10 lon gạo thì ở chung quanh mà để chia hết 9 lon tôi sẵn sàng chia để 1 lon lại. Tôi nói cái này tôi nói thật sự đó. Đó là cái nghĩa cử, cái điều đặc biệt của dân tộc Việt Nam chúng ta có là lá lành đùm lá rách, rồi lá rách đùm lá nát. Trong lúc mà hoàn cảnh mà những cái điều mà nó không tốt, nó gọi là thiên tai dịch bệnh xảy ra, mà trong thời từ xa xưa tới bây giờ là chính cái điều đó là nó đã nằm trong ba cái chữ mà nãy tôi nói, chữ trung, chữ hiếu, chữ tình, với cái tứ bất tử của Việt Nam. Và tôi mong cầu là tất cả chúng ta sẽ ráng vượt qua được hết cái đó. Nhưng mà không phải là mọi người lo cho mình, mà bản thân mình phải tự lo cho mình. Và mọi người xung quanh chỉ giúp những cái người không có khả năng để lo được thì là rất là nhẹ nhàng. Và cuối cùng tôi cũng cầu chúc sức khỏe tất cả quý vị, các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn, sức khỏe, hạnh phúc, và để cùng nhau có trách nhiệm để cùng với đất nước là vượt qua cái dịch bệnh. Mà chúc cho là tất cả trên mọi người trên trái đất này cũng vượt qua giống như đất nước chúng ta, để chúng ta có một cái cuộc sống tốt hơn, đẹp hơn, mà cho Covid nó mau để rời khỏi cái trái đất này. Mà tôi nghĩ rằng muốn rời khỏi trái đất này Covid á, thì mọi người chúng ta phải thay đổi cái hành vi trong cuộc sống, hành vi trong xử sự với người, với người xử sự với các loài khác, và xử sự thay đổi hành vi trong cái việc xử sự với cái trái đất này, thì tôi nghĩ rằng để chữa cái bệnh ung thư cho trái đất thì tôi nghĩ rằng là điều may mắn nó sẽ đến rất là tốt đẹp với chúng ta. Thôi cũng một lần nữa cầu mong rồi là một lần nữa là tôi cũng cầu chúc sức khỏe mọi quý vị được hạnh phúc.